Sáng ngày 11 tháng 8, tại ga Giáp Bát đã tiến hành xếp dỡ lập tàu chuyên biệt Giáp Bát Sóng Thần vận chuyển hơn 300 tấn hàng hóa, đồ dùng thiết yếu của đồng bào chiến sĩ tỉnh Hòa Bình gửi ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 121 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp địa phương Hòa Bình đến trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 88,97 triệu đồng tiền mặt và hơn 300 tấn hàng hóa thiết yếu cho sinh hoạt như gạo, mì tôm, dầu ăn, củ quả. Là một địa phương nghèo, bản thân tỉnh Hòa Bình cũng đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn đến ngày 26 tháng 8. Nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, đồng bào các dân tộc Hòa Bình đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Rất nhiều củ quả từ trên nương, trên dãy được đồng bào Hòa Bình đưa thẳng đến điểm tiếp nhận để xuôi tàu vào Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư và đặc biệt là cái chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Thường trực Tỉnh ủy, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình thì cũng đã ra cái lời kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và công chức, người lao động rồi các nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Hòa Bình để chung tay cùng với lại nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để vượt qua cái đại dịch Covid-19. Và cũng trong cái thời gian vận động chỉ trong có 3 ngày, thế nhưng mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình thì đã kêu gọi các cái nguồn lực hỗ trợ từ các nhà hảo tâm cá nhân. Chúng tôi đã thu được với cái số lượng là trên 200 tấn gạo, rồi là nhiều các cái nhu yếu phẩm khác như là khoảng 5.000 thùng mì tôm, rồi là các cái nhu yếu phẩm như rau, củ quả, khẩu trang y tế, rồi các cái loại như là hạt nêm, dầu ăn và nhiều cái nhu yếu phẩm khác thì đã được bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chung tay góp sức để đồng lòng và rất là mong muốn là đem cái tình cảm của người dân của tỉnh Hòa Bình được đến với thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến với Bình Dương để chung tay cùng với bà con nhân dân hai thành phố lớn mà đang chịu cái sức ép rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 để vơi đi những cái khó khăn vất vả, và đặc biệt là để giúp cho những cái hoàn cảnh nghèo mà đang gặp khó khăn trong lúc đại dịch thì sẽ có thể là vươn lên vượt qua được cái khó khăn trong cái giai đoạn lúc này. Được biết, để đảm bảo an toàn, 66 cán bộ, chiến sĩ tham gia bốc xếp hàng hóa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đều đã được xét nghiệm, tiêm vaccine cẩn thận. Ga Giáp Bát, thay mặt ngành đường sắt và nhân dân Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ trung chuyển hơn 300 tấn hàng hóa trên đoàn tàu chuyên biệt này. Ngành đường sắt đang có chủ trương miễn cước vận chuyển trang thiết bị y tế, hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng Covid-19. Mới đây, ga Giáp Bát đã xếp 11 toa tàu hàng hóa miễn phí là các trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ Quốc phòng. Về ga Giáp Bát thì cũng là cái đầu mối vận chuyển hàng cứu trợ. Thì cái lượng hàng cứu trợ nếu mà đi nhỏ lẻ thì người ta vẫn gửi qua các cái doanh nghiệp vận tải ở ga. Tuy nhiên là đối với những cái nguồn hàng lớn thì kể từ cái đợt bùng phát lần thứ tư này thì có xếp là 11 toa hàng thiết bị y tế do bên quân vận tổ chức xếp. Và ngày hôm nay thì cái khối lượng rất là lớn của tỉnh Hòa Bình ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam. Yêu cầu địa phương là kiểm tra test Covid cho tất cả những cái lái xe và những cái thành viên rồi lực lượng mà đến ga. Thì hiện nay là thành viên trong cái đoàn là 66 người. Thế đã được test kiểm tra Covid âm tính và đã chuyển cái danh sách cho ga. Các cái công tác và khai báo y tế rồi sát khuẩn tay, và ga bố trí riêng một cái khu vực để tác nghiệp xếp hàng lên và phối hợp các cái bộ phận để mà xếp giữ hàng hóa lên toa được thuận tiện. Được biết, tối ngày 11 tháng 8, sau khi xếp xong 15 toa tàu, thì chuyến tàu hàng tình nghĩa đong đầy tình cảm của bà con dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ xuất phát từ ga Giáp Bát tiến vào Nam. Nếu không có gì thay đổi, mà sáng ngày 14 tháng 8 sẽ có mặt tại ga Sóng Thần. Dọc đường, đoàn tàu chỉ dừng làm tác nghiệp kỹ thuật, hy vọng những món quà tình cảm của bà con các dân tộc Hòa Bình sẽ giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương vượt qua những khó khăn trước mắt.